cuộc đời dù huy hoàng đến đâu cũng cần đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tâm Thái là một người tĩnh hay động, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, vì sự yên tĩnh thật sự vốn xuất phát từ nội tâm. Nó đến từ tấm lòng rộng mở và bao dung. Khi bạn biết xem nhẹ những được mất của thế gian, tự nhiên sẽ thấu hiểu tự thân hai chữ bình lặng. Vứt dày hay mỏng không quyết định bằng việc mình nhận được nhiều hay ít, mà liên quan đến thái độ bạn xem nhẹ hay nặng những vấn đề được mất. Hạnh phúc nhiều khi không liên quan đến chuyện bạn có những gì, mà những hành động chia sẻ, nâng đỡ người khác mới tạo nên niềm hoan hỷ trong tâm hồn. Người có cốt cách bình tĩnh và đỉnh đạt thì đối diện vấn đề gì cũng không quá hoảng loạn. Tâm tĩnh rồi mới thư thả với hạnh phúc hiện tại. Người có sự định tĩnh mới dễ dàng cảm nhận những điều tốt đẹp nhỏ bé quanh mình. Nam Mô A Di Đà Phật.